Quý vị và chư quý đồng đạo, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Sấm Giảng quyển 5, tức cuốn khuyến thiện, lời khuyến thiện của ông Vô Danh cư sĩ. Kính thưa chư quý vị, năm Tân Tỵ 1941, lúc Đức Thầy bị an trí tại nhà ông Ký Giỏi ở Bạc Liêu, ngoài nhiều bài thi văn thám thúy, Ngài còn viết ra phẩm khuyến thiện, tức quyển thứ 5. Đoạn đầu và đoạn cuối phẩm này Ngài viết bằng lối văn lục bát, đoạn giữa Ngài viết lối văn thất ngôn, gồm 776 câu, được khởi đầu bằng câu "Băng tâm ngẫu hứng thừa nhàn" và chấm dứt bởi câu "Sĩ xuất văn từ dốc dạy khuyên". Nội dung của tác phẩm, Đức Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo đã trình bày lại tiểu sử của Đức Bổn Sư Thích Ca, từ lúc ban đầu tầm đạo cho đến khi hoàn toàn đắc đạo. Ngài cũng luận giải về tám nỗi khổ của cõi ta bà và sự vui ở cõi tịnh độ, cách diệt ngũ trược, trừ thập ác và hành trì thập thiện. Nếu hành giả nhất tâm tính chuyên theo lời giáo huấn của Ngài thì chắc chắn sẽ được đúng như lời Ngài đã truyền dạy, không còn mắc đèo dạy khôn luân hồi. Trân trọng kính mời chư quý vị cùng nghe phẩm khuyến thiện của Đức Thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Băng tâm ngẫu hứng thừa nhàn, theo đòi kiến bút luận bàn tục tiên. Ta là cư sĩ canh điền, lo ngày cài cuốc cũng duyên tu hành, xa nơi tranh đấu lời danh, giữ lòng thanh tịnh tâm lành trao chiên, gắng công trì niệm sớm khuya, thân tuy còn tục tâm lìa cõi mây, trí toàn gieo giống bồ đề, kiếm người lương thiện dắt về tay khoan, dạy khuyên những kẻ ngô ngang,
biết câu lục từ dình đàn tư ân ở trần sự chọn nghĩa nhân quyết làm tôi Phật gợi thân liên đài cầu cho mối đào hoàng khai cầu cho trăm họ bồng lai được gần sớm về cõi Phật thân kẻo kiếp phong trần dài gió vàng sương Phật đài phượng phất mùi hương cúi đầu đánh lễ cậy nương đức màu từ bi quay lật nhiệm sâu độ con thoát chôn sầu chẳng ai Nam Mô Thích Ca Như Lai ta bà giáo chủ xin ngài chứng minh dưới đây được tạ sách kinh cho trong nam nữ hữu tình thì coi lời lành của Phật truyền rồi đọc qua suy nghiệm xét soi chánh tà tiên kệ từ bi qua diệu trầm diệt lòng tham vọng diệt tinh trần gian say đắm theo màu sắc tình độ giác thuyền trị dục tâm phải rõ nghiệp duyên trần câu tàu nghe rành chánh pháp thoát tà dâm phù sanh nhược mộng đời lao khổ tình chi tu thân gọi là hào quang chư Phật rọi mười phương đạo pháp xem qua chớ gọi thường chuyên chú nghị suy từ nét dâu cổ công gìn giữ tánh thuần lương lòng hoàng ai xót thương nhân chung bội lỗ lăng Phật giáo gì đời kẻ tu hành ai đỡ yên ngồi mà sớm kể chiều kinh thông thang mình đã gặp con thuyền bát nhã có lý nào ích kỷ Phật tổ xưa còn ở nơi
Ngài gắng sức ra trong hoàng quang. Nền đại đạo lưu thông khắp cả bậc tiên hiền đều trong Phật gia rèn văn bằng giao thuyết bệnh hoàng dòng bác ấy dèo sâu vô tận. Sao nhằm bụi phong trào tăng tấn đùa chén tèo vật chất văn bên nên ít người khảo xét kề kênh được chắc chúng hữu tình thoát khổ. Thêm còn bị lắm quen dòng tố lời tà sư ngoại đạo gieo vào cho nhân sanh trong già đúng đau chẳng dành chặt gương sữa mạnh mẽ. Dùng thế lực dùng nhiều manh khóe cam dỗ người đặng có khiến sai chúng nằm không hưởng của quạnh tài để khốn khổ mặc ai trôi kề. Mắt thấy rõ những điều tồi tệ tài thường nghe lắm dòng rừa người thêm thời này thế kỷ 20 cổ số sẽ tặng thánh quyền cho người nhẹ dạ nghe qua mây bất rằng đến dùng sức mạnh cạnh tranh được lợi quyền lại được gian danh bài xích kẻ tu hành tác phước làng sống ấy nhiều người đón rước dục dân tâm sôi nổi tràn trề cổ tục nhà phỉ băng khinh chê cho tôn giáo là mùi thuốc phiền. Ai ném vào ắt là phải nghiền chẳng còn lo trăng giỏ đâu trên lấy xác thân dẹp nỗi bất bình bỏ đức tánh của cầu nhân hoàng. Dầu ai có bền gan sắt đá cũng động lòng trước cảnh lửa nghiêng đạo diệu màu gặp lúc trân chuyên phận ngôn để phải lo dùng quen. Tầm sức nhỏ còn làm nên kén người không lo có thèn hay chăng cả
cùng khắp chư tăng. Dây tinh nữ thiện nam Phật giáo. Nên con gắng chào thần dình đạo nghiệp cùng nhau truyền bá kinh lành, làm cho đời hiểu rõ thinh danh công đức Phật từ bi vô lượng. Đồng dẹp bớt âm thanh sắc tướng, lo chẳng hơn Phật pháp mới là. Nói cho đời hiểu Phật Thích Ca, lòng tự giác xả thân tầm đạo. Ta cũng chẳng hoàn toàn thông thạo, nhưng phân cùng bốn đạo xa gần. Có một điều già trẻ cần, là phải biết nguyện nhân Phật giáo. Hồi thế kỷ khoảng trăm thứ sáu trước kỷ nguyên Tây lịch thời xưa, Pháp giáo chưa biệt lập bằng thường. Thổ Trung Quốc và Châu Chiêu đây, bên Ấn Độ thành Ca Tỳ La về có đức vua Tịnh Phạn Nhân Từ. Khắp thần dân lạc nghiệp an cư, trên chúa thẳng tội ngài Phò Ta. Đức Hoàng hậu Ma Gia Phong Nhan, sắc đẹp vườn ngọc thốt qua cười. Một hôm kia vẻ mặt vui tươi, đến trước bệ tâu cùng thánh thượng. Rằng thần thiếp nhờ ơn chung ương của hoàng gia cũng được vinh quang. Kể từ nay thiếp muốn ăn nhàn, dưỡng tâm trí lần xa thế trượt, chẳng khuyên kẻ hầu sao đông trước, chỉ trừ người ý hiệp tâm đầu. Xin một điều ở chốn long lâu, tập đức tánh khoan dung đại độ. Tránh tất cả những điều thô lỗ, chẳng gần kẻ bảo ngăn tàn. Tiếp cuối đầu ngưỡng dòng thiên nhang, phải cho tiếp những điều sinh. Vua nghe xong vội vàng đứng
bèn chứng nghi tỏ ý vừa lòng. Bà tâu thêm ở trước đền rồng, xin thánh thượng bao dung kẻ khó. Lòng yêu dân dĩ như con đoàn, tội giảm tha đôi giúp cơm tiền. Cứu dân nghèo trong lúc đào điên, lấy đất rộng của trong ba tăng. Vua hứa chịu giúp người đói lành, bà rủi về cung điện nghỉ ngơi. Đêm trăng thanh gió mát thanh tơi, tuyết hòa thuận khắp nơi hoa nở. Đức hoàng hậu trong lòng hân ơ, giấc chiêm bao bà thấy lạ lùng. Bạch tượng từ ở chốn không chung, bỗng xa xuống mình bà hỏi hà. Vừa tỉnh giấc mơ tiên mây lạnh, khắp phòng quê thơm nức mùi hương. Bà rào chân bèn bước ra giường, truyền thị về thỉnh vua lai đau. Vua lời đến nơi qua thao, lại gần bà sao rất quay kỳ. Tay chân bèn run rẩy một kỳ, muốn quỳ xuống mắt giường tâm tôi. Tiếng thần tiếng trên không ca trội, rằng ta mừng vua hữu thiện căn, sắp có con thế giới chẳng bằng. Sao người ấy lập nên đạo ca, vua nghe xong cúi đầu bái tạ, liền phán cùng hoàng hậu ma gia. Có việc chi vội vã dời ta, kha nói lại đầu đuôi tường tất. Bà thuật rõ chiêm bao trong giấc, xin vừa dời ít kẻ bàn giùm. Cả thầy bàn được lệnh vào cung, nghe xong xả tâu rằng điểm quy. Ngày thăm thoát đâm qua hà chi, bà chỗ sanh thay từ đẹp tươi. Mặt trang nghiêm khi phát hơn người, vua cùng khắp thần dân mừng rỡ.
họ tất cả từ đây cũng ngỡ sẽ có người nối nghiệp hoàng gia, liền đặt tên là Si Đà Tăng. Cả chiều chính kéo qua yên âm mê. Có nhà sư cách thành mấy dặm, thường ở ăn trong sạch hiền từ, lòng thẳng ngay chẳng có gì tư, đời thanh tịnh dình theo đạo lý. Ông lại được thần tiên dẫn chỉ, hiểu thiên cơ thâu môi diệu huyền. Ông là người Bà La Môn tiên, A Tứ Đà tiên hiền tên Lao. Thời buổi ấy vua người Đào bèn vào chầu tâu trước bể rồng, xin vua cho ông bước vào trong, được yết kiến tự hoàng luôn thầy. Ông xem xong bỗng liền xa lời, vẻ mặt buồn chẳng thốt ra lời. Thay lạ lùng vua bước đến nơi, liền phán hỏi bảo ông phân rõ. Trước cung điện ông liền bày tỏ rằng tự hoàng chừng được thành nhân, lìa đền đài khổ cực chẳng sợ, tìm đạo lý rất nhiều sanh chúng. Ngài sẽ được thế gian ca tùng, chắc phần Ngài quả Phật vẹn tròn. Buồn vì tôi tuổi lớn sức mòn, chẳng sống đặng nghe lời Phật thuyết. Cả hồng trần đau thương thông thiết, nhờ ngày mà diệt nẻo luân hồi. Vô phước nên tuổi bay phần tôi, chớ chẳng có điều chi lo ngại. Đức Hoàng Hậu đến ngày thứ bảy, dứt nở trần nên dội quý tiên. Có bà gì thay thế mẹ hiền, dầm săn sóc chăm nom thay từ. Khi lớn lên cho người dạy chữ, lúc vào trường chẳng học mà thông. Buổi trưởng thành vua dẫn hàng bông,
cho thái tử đứng lìa cung điện. Hồi chiều đình các quan lựa tiên, nàng vũ gia được chọn kết hôn. Vua nghĩ rằng muốn tâm yên ổn, chọn cung phi mỹ nữ làm tròn. Các đền đài lộng lẫy đẹp to, ngày ca múa đêm bài lời là. Lòng thái tử cũng không siêu ngã, ra khỏi đền vũ hoàng một khi. Buổi đầu tiên gặp những chuyện gì, gặp cụ lão tay nương gầy trong. Ngài xem qua lòng bèn cảm động, lần thứ hai thấy kẻ ốm đau. Xét cõi trần trong già heo sào, chỉ xiết nổi đúng nào cõi tạm. Lần thứ ba xe lìa khỏi chạm, được ông nhìn kẻ chết đang khiêng. Về đền đài cảm xúc buồn riêng, hằng để trí tầm phương giải thoát. Lần thứ tư vừa đi vào mắt, bỗng gặp người tốt đẹp trang nghiêm. Nào về đâu trời đã ưng điềm, giả tăng sĩ gợi lòng thái tử. Ngài hiểu rõ ấy là phần sự, phải xuất gia tầm đào mau mau. Liền hoài xe trở lại lại chào, xin dương phụ lánh xa mùi thay. Vua buồn thảm dùng lời khóc kể, rằng cha già biết cậy nhờ ai. Khuyên con nên ở chốn điện đài, lo nỗi nghiệp sao tu chẳng buồn. Lòng thái tử quyết theo ý buông, thừa đêm khuya len trốn vào rừng. Lìa cha già vợ đẹp con cưng, thân chẳng xá sống phá bờ bụi. Ngày thọ ấy nên 19 tuổi, tâm đại hùng cương quyết tu trì. Trải bao quen lao khổ xiết chi, sao ngày đến rạch ấy liên thuyền. Thấy cỏ hoa cạnh
ngồi khổ hạnh sáu năm bên ấy. Đạo gần đắc má dương theo khuấy, dùng thần thông nghị lực dẹp tan. Ấy mới vừa đắc đạo hoàn toàn, và lần bước phổ trương độ chúng. Ngài bèn xét ở trong Phật chúng, các chúng sanh đều có như ta, bị vô minh vọng tưởng dễ tàn, nên quay lộn ta bà cõi khổ. Lòng thương chúng thuyết phương tịnh độ, đặng dắt dìu tất cả chúng sanh. Nếu như ai cô chi làm lành, chuyên niệm Phật cầu sanh Phật quốc, cả vũ trụ khắp cùng vạn vật, dầu tiếng phàm ma quỷ súc sanh, cử nhất tâm tịnh nguyện phụng hành, được cứu cánh về nơi an dương. Chỉ một kiếp Tây Phương ngồi hướng thoát mê đồ, dứt cuộc luân hồi. Xét cõi trần sống khổ và trôi, vô lượng thứ ở trong thế giới. Lời Phật thuyết ta xin nhắc lại, ta bà khổ, ta bà lắm khổ, có bao người xét cho tọt chỗ. Tịnh độ vui, tịnh độ nhàn vui, cảnh thanh minh sen báu nặng mùi. Nào ai rõ cái vui triệt đau, về phần ta rất yêu mến đạo, chẳng nể chi chỉ xiển tài sơ. Lấy lời xưa kết lại ít tờ, cho thiện tinh rồi nhàn xem xét. Dứt mê tâm, dứt điều hờn ghét, ráng cần chuyên niệm Phật làm lành. Tường cao dồi chỉ hương cao thanh, cho khỏi thẹn con lành Phật giáo. Đức Thích Ca từ xưa dạy bảo, khổ ta bà nhiếp lại tam phần. Bởi chúng sanh ma
mang lấy sắc thân. Khổ thứ nhất sự sanh là gốc. Vào bụng mẹ chung quanh bao bọc, có khác nào ở chốn ngục tù. Vui mẹ đau quyết kiệt hình thu, lúc mẹ đói giường treo lỏng bông. Ta kể sợ những điều bi thống, mẹ nó cơm chặt chào y khó khăn. Khi ra đời đau đớn vô ngần, các tiếng khóc nếm vùi dương thấy. Đoạn lão khổ thứ nhì sinh kể từ trẻ thơ đến tuổi thành nhân. Hết trang cường đến lúc mòn thân, răng lằn rụng lưng còng rối mỏi. Nằm đi đứng đỡ nâng trong chòi, thử nghĩ coi lao nhọc cùng chăng. Đoạn thứ ba ma bệnh làm nhăn, đeo hành phạt sát thân ô uế. Bởi thời thế chuyển xây biến thầy, thêm muốn ăn chẳng được điều hòa, là nguyên nhân căn bệnh phát ra. Thân trần trọc hôn mê nhức nhối, cơn bệnh hoạn càng không tránh nổi, còn mang thêm tật nọ tật kia. Rồi từ đây đến lúc chia lìa, đoạn tử khổ thứ tự phân dài. Trên dương thế hữu hình tắc hoài, có sanh ra khổ hại đâu trường. Trải bao quen dài gió dầm mưa, ngày kiệt sức quyển thần tan nát. Gần hấp hôi tâm thần sao sắc, chỉ giận dơ khinh sợ vô cùng. Rồi mòn lần đến lúc lâm chung, giả cõi tạm theo đường tàu y phước. Nhiều phương thuốc ngừa sao nhân trước, mà cũng không thoát luật tuần hoàn. Vào ẩn nơi cùng cốc thăm sơn, chẳng trông lánh tử thần cho khỏi. Đoạn thứ năm nghĩ suy tìm tội, cầu chẳng thành những việc thích nam. Người trên đời ai cũng lòng ta,
phẩm hàm tiền cương. Nào vợ đẹp hầu sinh là lùa, không được thì bực tức ưu quyền. Cả tâm thần điêu đứng đau điên, vậy có phải khổ hay là chẳng? Đoạn thứ sao biệt ly cay đắng, người mình thương bóng lại chia lìa. Khi khóc tan nước mắt đầm đìa, lúc trong nhớ ruột tầm chua xót. Ở thế gian mấy ai thoát lọt, nợ gia đình đeo đắm căn duyên. Cơn nguy nghèo thân tay chân chuyên, kẻ lúa là người chờ trong mây. Cuộc tan hiệp hiệp tan ân ai, đến trong đời để lại sầu ưu. Cái khổ này dẫu lắm trí mưu, cũng chung chịu như người tâm tôi. Đoạn thứ bảy khổ quan tăng hồi, hãy thương nhau tất có ghét nhau. Thường tranh đua tiếng thấp lời cao, chẳng nhận nhịn thành ra cựu quan. Muốn tranh xa đừng trong tâm vàng, cứ gặp nhau mắt tựa kim châm. Làm cho đời đau đớn âm thầm, khổ như thế diễn ra mãi mãi. Đoạn thứ tám ưu sầu lo ngày, cuộc tang thương dâu bể canh trần. Nghèo thì lo một nỗi nợ nần, lo đau đói liệu cơn nhà. Buồn duyên số phận mình dơ sạch, rầu gia đình chúng bạn kinh cười. Giàu thì lo chen lắng với người, miễn cho được đầy rương đầy tô. Của dương thế góp tâm bảo thủ, sợ gian phi trộm cướp rình mòn. Lo tước quyền cho được thơm tho, sợ kẻ kho tiêu tiền chẳng tra. Ôi cả sang nghèn chẳng ai thông thả, sao nhân sanh cứ mãi đắm say.
chẳng tu thân đặng vừa Phật đài, cho thông thả hương mùi sen bao. Thần thức nhập thái sen tinh ảo, nên khỏi màn lo nỗi khổ sanh. Thân thì thân công đức hiền lành, bất di dịch khỏi gì khổ lao. Thể thân tịnh thường không nguyên nao, hết lo toan nắng lạnh gió mưa, khổ bệnh kia bởi đoan mà trường. Ta thoát cuộc lao đao vì nó, đường sanh mạng Phật ta đồng thọ, tâm an nhiên bất diệt trường tồn. Tự thần kia đâu dám giấc hồn, thoát luân chuyển khỏi đeo khổ tư. Cuộc y thật muốn chi đủ thứ, không nhọc nhằn lo việc sanh nhai. Chuyên nhàn nhìn cảnh Phật đài, khỏi quả khổ mưu cầu bất đắc. Cả hại chúng thải đều dựng chắc, toàn dân lành đâu có đắng đo. Dứt ai ân nguyện thuộc chuyện tròn, thoát sống khổ thương yêu ly biệt. Chợ hòa thuận kệ sao cho siết, tâm đồng nhau thượng thiện vui dày. Cảnh như như chẳng có đổi thay, không màng biết phân chia nhân ngã. Sẵn vị ngôi đành phân thượng hạ, khỏi khổ câu quan ghét gặp nhau. Thân tâm thường trụ hết rạc rào, chất thô trước tiêu tan mắt càng. Cõi tịnh độ lắm điều thanh nhã, khổ buồn rầu lo sợ
hoàng, thần tử đại của người cùng thấy. Mau thức tỉnh tu thần kẹo trời, đến tội rồi mới hôi muộn màng. Chỉ cho bằng ta sớm loan toan, dình giới luật nghe kính trọng Phật. Đến lắm chung quả lành đau mất, cõi Tây Phương chữ Phật đợi chờ. Việc tu thân thiền tính hận hờ, chừng quả đến e cho khó tranh. Môn tịnh độ là phương cứu cánh, ráng phụng hành kéo phụ Phật xưa. Lòng từ bi chẳng quản nắng mưa, sống thiền giác trước đưa sanh chung. Trong một nước nhân tài hữu dụng, kẻ tu hành đã phước thì nên quyết trao thân tánh hành cho bền. Niềm ơn nghĩa con đền dứt nợ, áo sen bao Tây Phương đua nở. Chờ chúng sanh niệm Phật chí tâm, ráng tu cho quỷ kiếp thành cam, được tâm phát Bồ Đề vững chắc. Giữ đừng cho Ma Vương giận dắt, thường nhớ câu đại lực đại hùng. Thân thất tình giữ vẹn đạo trung, trừ lục dục chớ cho nhiệm. Thập tam ma diệt bằng tri kiếm, dứt xong rồi vô sự thảnh thơi. Biển hồng trần lao lý diệu chơi, xô đáy mãi trong dòng ngũ trượt. Thân hôi tanh mũi ruồi đoan rứt, thêm nhọt u ghẻ lát phong cười. Đâu lúc nào toàn vẹn yên vui, là kiếp trước ta sinh kể trước. Dòm việc quay ngắm điều bào ngược, mắt trông vào những chỗ đèn. Nào được xem cảnh bao đài sen, nghĩa kiến trượt giải ra như vậy. Chí giận dơ tưởng đó nhớ đây, thiết mưu cái toàn bề thẳng thôi.
gây thù quan trưởng điều đáp đối nên ma phiền não trượt đắm say chuyện lưng trong nhân vật các loài căn mờ ám làm điều dại dột chúng sanh trước ta đã cậy đốt còn thứ năm là màn trượt chung số giàu sang quả phước bần cùng giàu quá quyết thung dung cầu thang ưa đẹp mắt mến điều mới lạ sáng quái quyền hổ lộ gần xa nghèo a vua bợ đỡ nịnh tàn khó trộm cướp cũng là nhờ xấu nguyện cùng Phật dứt duyên trần câu phải trừ thêm tập ác quyền thân khuyên nữ nam suy nghiệm ân cần ác nơi khẩu nhất là lương thiệt với người này dùng lời ta thiết đến kẻ kia đâm thọc cho gây khá chừa đi hương đạn bớt rầy dùng sự thiệt giải bài tâm trí người chọn nhau tại mình gia gì mà cũng không hưởng được lời danh sao rõ ra chúng lại ghét ganh chiều cảm quả bất lành thêm nữa ác thứ nhì ý ngôn chắc chưa đợi cho người lầm lỗi xéo dài của tiền nhiều tự phụ rằng ai chủ ý thay nhiếc xài kẻ dưới lắc léo chỉ có bà tắt lưỡi quan ý khôn mạc sát dân ngu nghèo ấy lắm lão sụp lù bù ôi thay thế lòng đau tờ cắt khuyên ba tấm giữ gìn cho chặt đừng để cho quỷ dắt đường công dùng từ ngôn nói tận đáy lòng giàu trên dưới cũng không mấy khác chủng vô phước đời này dốt nát người khôn ngoan chỉ dẫn mới là lời trang nghiêm mềm mại thốt ra đừng bảo biêm mới là dân thiền
nào chửi cha mắng mẹ lăng xăng, chẳng kể đến luân thường thảo yêu. Hâm đanh giết những người hèn yếu, hiếp sớm chòm cô bác chẳng kiêng. Trong gia đình chửi rủa liên miên, hết dường thể kiểu sang thần thánh. Chẳng kiêng để Phật trời thượng canh, cõi Long Cung mời thỉnh tôi ngài. Đời ám mưu tội trạng thảm thay, khuyên ba tăng bá già răng bò. Gương tổ phụ còn roi lại đó, sao không theo nể nếp gia phong. Chư thánh thần đâu có mất lòng, mà kêu reo đông tây nam bắc. Mấy câu trên toàn là ròng rạch, những đàn bà khẽ khắc chào con. Kể từ nay phải giữ cho tròn, không vừa dứt ác mang tay ác. Lựa lời tiếng dịu dàng trong sạch, khi thốt ra đoan chánh hiền từ. Tích thiện thì thường có phước dư, bằng tích ác quả ương đeo đắm. Ác giọng ngữ thứ từ cũng cấm, nói thêm thừa quyến hoặc đủ điều. Ghét người thời kiếm chuyện dệt thiêu, thương diện lẽ thấp cao bào chưa. Đời bất công mấy ai xem xưa, trên điêu hoa dưới chẳng phục tòng. Khuyên nhân sanh lấy lẽ chỉ công, mà ăn ở nói nặng chân chất. Phật từ bi độ trong nhân vật, là luật kinh dạy rất tinh tường. Nếu chẳng nghe hồn dương tai dương, chừng ấy mới kêu mời khó rước. Người dương thế chẳng ưa bốc sức, Phật thần nào gần kẻ sao ôm. Đã tu hành đừng có bông chôn, tưởng hài giỏi khỏe khoan tài cán. Người hiểu rằng mới càng thêm chán, chỉ bằng ta bỏ lối trớ chiêu. Nói với ai cũng phải lửa điều, đừng cáo chát cho người
về. Ác tà dâm thứ năm càng tệ, chúa mê chiếm đoạt tế thần, làm đạo quyền tất cả quốc dân. Tội bất chánh hoàng cung dâm loạn, tội lỗi ấy diễn nhiều tham tràng. Từ xưa nay trời đất đâu chung, giàu của nhiều dâm miếp bần cùng, hoàng lân thế dâm mộ dân khoái. Trai liều lĩnh điều này đơn bỏ, đừng phá trên hải tiết nữ nhân. Gái lặng lơ tiếng nguyện lời đồn, qua có chỗ đèo bồng tình mới. Các tiếng gọi nữ nam ơi, bỏ những điều điểm nhục tông môn, đừng nam nhi học lấy điều cung, lòng trung hiếu dình theo đạo lý. Hàng phụ nữ gương xưa nói chi, những mẹ hiền dâu thảo rồi truyền, niệm Phật mà gây lấy thiền duyên, cho đẹp mặt tổ tiên nòi giống. Thờ Phật đạo tịnh cơn ác mộng, thoát mê đồ thượng phóng quang minh. Ráng hiểu rành tiếng kệ lời kinh, ác thư sao ấy là đạo tặc. Lấy của người sắm ăn sắm mặt, chẳng kể công nước mắt mồ hôi ăn và luôn bồi hồi. Ngày làm lụng đêm lo gìn giữ, chốn pháp luật tập tành đủ thứ, nào đào tường khoét vách quân đồ. Tôi chập chồng đâu biết ở môn, trốn người khỏi chốn trời sao khỏi. Nay đức huệ từ bi đã rồi, vào thăm tâm những kẻ gian khuê, hãy tu thân chừa thôi vô nghề, của phi nghĩa làm chi sống chuyện. Luật nhân quả thật là cao diêm, suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Vậy ta nên làm việc thẳng ngay, cứ bền chỉ có ngày thông thang. Ác thứ bại sát nhân ghê,
đâm chém dập bằng. Chắc chưa điều hùng dữ trong tâm, chờ đất thế ra tay hạ sát. Giết đến đây động lòng rào rạc, gặm nhiều người bội bạc thâm ân. Nào kể chi là đạo ưng thần, tội giết chúa con đành sát phụ. Lúc nguy cơ ta mong ngài chú, cho giết thầy tội ấy đang không, thêm chồng giết vợ, vợ giết chồng, niềm huynh đệ cùng nhau câu xe. Cũng im lúc con còn giết mẹ, dành của tiền cốt nhục giết nhau, tranh lợi danh giết lẫn đồng bào. Tình nhân loại phân chia yểm bách, giết sanh vật đầy lòng kêu cách, tưởng rằng mình như thế là ngoan. Khuyên bà gia ba tâm giết đàn, chớ sát hại mạng người như thế. Bớt giết vật đặng mà cung tế, gặm thanh thần đâu có tư riêng. Rủi ôm đau bởi tài căn tiền, hoặc hiện kiếp làm điều bạo ác. Phải ăn năn phước điền tạo tác, lo thuốc thang khẩn giai Phật trời. Nguyện sửa lòng ác Phật giúp đời, xuống phước rộng từ bi hỷ xa. Đăng thần minh công bình trực già, đâu ăn lo đổi quà làm mai. Mở tâm lên nghĩ đến đoạn này, điều quả phước ngay cờ bao ứng. Chẳng biết thần còn toan chứa đựng, quả bất lành chưa trả dây thêm. Cầu cho đời sống lặng gió êm, đặng ba tánh an nhàn tu niệm. Ác thứ tam là lòng tham hiểm, muốn bao gồm của thế một mình. Tham nhà cao cửa rộng thân dân, tham vườn ruộng cò bay thẳng kiến. Thấy của người thèm khô nước miếng, tính làm sao lường gạt lấy đi. Rằng tuổi tham
bất cứ chuyện gì. Dầu xấu tốt cũng là dồn chứa. Nhớ lời Phật khi xưa dạy xưa, của thế trần như mặt dính dao. Trẻ tham ăn cây miệng liếm vào, chừng đứt lưỡi mới là hối hận. Tham của tạm làm điều tạm nhận, nhắm mắt rồi đâu có mang theo. Tham tiền tài thường dưỡng nàng yêu, tham sắc đẹp nhà ta cửa nát. Lúc tặng số nằm chờ một sắc gặm kiếm tiền, bội bạc bất tài không làm cho ta được sống dai, lại chẳng bước tiến đưa một bước. Thà nghèo thanh hơn giàu mà trượt ló dung trầm cõi phước về sau. Muốn trừ tham phải liệu cách nào, phải bố thí việc lòng ích kỷ. Tâm chánh niệm thường thường suy nghĩ, giặc ở trần như bọt nước làng mây. Thân ta còn rải đoá mây đây, của ấy cũng khi tan khi hiệp. Chẳng đốt mà lần nỗi lôi đình đâu có đình chân, cho ta biết mà toan giữ trước. Tánh sân độ thường làm bão ngược, nên loài người ở cõi thế gian giận hờn nhau thù oán dày tràn, mới có cuộc tranh tài đấu lực. Hơn tự đắc khỏe khoang dẫm sức, phải bị người hiềm khích ghét ganh. Tua hổ ngươi làm chuyện bất lành, gây nghiệp dữ hoang hoang tương bao. Trong cơn giận kể gì dân đào, tuy như con cọp dữ trên rừng, gặp thịt toan câu xe tưng bừng, phân từng mảnh mới là thoa già. Diệt được nó tâm trần thông ta, ta thường nên tập tành khoan dung, thiệt hành đi.
đừng có ngại ngùng. Tha thứ kẻ lỗi làm ngu xuân, và nhẫn nhịn đừng ham trăm luận, khỏi mất lòng tất cả mọi người. Tánh thuần lương vẻ mặt vui tươi, vậy mới đáng tín đồ Phật giáo. Nay ta đã quy y cầu đạo, gây gỗ là trái thuyết từ bi. Ác thứ mười đoạn chót mây si, nguyện tâm tới từ hồi vô thị. Mạng gió minh che mờ căn trí, nên thường khi nhẫn quỳ làm chân. Lo quyện thân vật chất kém hơn, chẳng tìm biết tinh thần đạo đức. Việc lưới nghi đeo điều phiền phức, bệnh rịnh đời cực khổ tan thương. Khi nói làm ít nhiều suy lường, mãi phạm tội nên rằng nghiệp ác. Việc mới xây phải nương thuyền dắt, muốn việc làm chính trực khôn ngoan. Đừng bà đâu tin bướng nghe càng, làm ngu muội đỏ thân uổng kiếp. À trừ xong hiện ra thiện nghiệp, lòng nguồn chân Phật tiếp dẫn cho. Trồng cây lành dĩ quả thơm to, tuy không thấy mà sao chẳng mất. Dầu ai có cười ta khờ khặt, cũng đừng khuyên sao lãng chân tâm. Mong tiếng kêu thâu đến tòng lâm, cùng thiện tinh bá gia hưởng ứng. Muốn Phật giáo từ đây bền vững, đừng riêng lo lợi dưỡng một mình. Nếu xuất gia thì phải hy sinh cả vật chất tinh thần lo đạo. Chớ giả dối mà mang sắc áo, mượn bồ đề chuỗi hộp lòe người. Làm cho dân khinh về ngạo cười, tội lỗi ấy luật nào dung thứ. Tôi còn ham cháy to đám bự, đặng thế gian dân cung bạc tiền. Dội rằng lo tu bổ chùa chiền, mà làm
của xài riêng cho thoáng. Bảo làm sao dân không xa ngã, nghe lời rồ tông nọ phái kia. Cả tăng đồ trong nước chia lìa, riêng pháp bảo riêng chùa riêng Phật. Trong ba tánh sầu thành chất ngất, mãi nghi nan chẳng biết đàn nào. Lòng mến yêu chẳng nể công lao, mượn bút mực đôi lời chẳng thuyết. Tùy thiện tính hiểu ta giả thiệt, làm hay không chẳng dám em này. Nguyện mười phương chư Phật đạo lai, đồng tiếp dẫn chúng sanh giải thoát. Đêm thanh nghiêng nguyệt giữa kề, nhìn xem thế sự não nề tâm can. Từ ta nương chống Phật đàn, dứt tâm trần câu chẳng màng vinh quê. Trần hoàng thiện tính còn mê, thêm lời dục thúc gọi về đàn tu. Dốc lòng dạch ngút mây mù, đặng diệu ba tánh đường tu chen vào. Lời thầy càng tỏ hao, để truyền hậu thế vàng cao lọc. Tô cầu thuận gió hòa mưa, an hòa dân vật phước thừa trời ban. Tô cầu thoát chốn gian nan, cầu trong chư quốc chư quan giao. Tô cầu yên nước lợi nhà, cửa huyền thất tổ diêm la thoát hình. Tô cầu Phật quán tâm tình, lưỡi mê chẳng buộc nhẹ mình tiêu dao. Tô cầu cửa Phật đặng vào, gót sen thông thả xiết bao thanh nhàn. Tô cầu bệnh tật tiêu tan, từ bi hỷ xã Phật ban phép lành. Tô cầu thoát khỏi tử sanh, nương theo Phật quốc lời lành hằng nghe. Cõi trần đừng đắm ngựa sen,
đeo tuồng mộng quyển lập lòe sắc hương. Tu cầu trăm hòa hiền lương, đồng thanh niệm Phật tai ương chẳng còn. Tu cầu gia đạo vuông tròn, chồng hòa vợ thuận cháu con thảo hiền. Tu cầu thoát khỏi xích xiềng, giữa cài chân Phật xa miền chẳng lao. Tu cầu chóng hết bên đau, gặp đời bình trị xiết bao vui dày. Mắt nhìn chư Phật đông dày, thành vàng điện ngọc cho thầy đăng tiên. Ai mà muốn đặng phước duyên, nghe lời khuyến thiện lòng liền phát tâm. Tu cho rõ mối quyền tâm, quy đầu Phật pháp cõi lâm tay nàng. Phước đức quý hơn bạc vàng, những người bạc ác giàu sang ít gì. Chỉ bằng ăn ở vô mì, nghe lời Phật thánh kinh gì người trên. Hiếu trong lòng chớ dời quên, sống lo trọn đạo thác lên tiếng đài. Nam mô miệng niệm hàng ngày, lắng lời vua Mỹ học rài kể kinh. Trao tâm luyện tâm cho nên, chuyển lo niệm Phật sửa mình cho chân. Lòng tai nghe rõ tiếng đờn, không dây không phím quán hờn cũng không. Đờn tay rồi lại đờn đông, trách trong ba tánh gặp sông quên nguồn. Phàm trần như chỉ rối cuồng, mà còn say đắm theo tuồng lặng lơ. Lời lành mắt lắp tay ngơ, đua theo vật chất hẳn hờ đảng tiên. Ô sâu tình dục lại nghiền, nghiền cho đến lúc chúng kiên quan tài. Nhắm mắt cũng nắm hai tay, đâu đem tiền của đem rài hậu non. Chỉ có tội phước hỡi còn, đến nơi thẩm phán cửa son diêm đài. Phước nhiều tiên cảnh lên dài, tội nhiều xa đoạn.
chừng ấy mới biết chỉnh ghê, ăn năn chẳng kịp khó bày tính toán. Ngày nay sớm đến Phật đàn, tu cầu chư Phật cứu an linh hồn. Tội tiêu phước hưởng trường tồn, không còn mắc nẻo giải khôn luân hồi. Thấy đời khó nổi yên ngồi, thêm lời thầy nhắc một hồi thấp cao. Nữ nam muốn rõ mau, ráng trao đức hạnh ngày sau sẽ tường. Ngôn từ đạo hạnh ý thầy khuyên, hạnh đức ăn cần ráng tập chuyên. Thất tổ cửa viện nơi chinh xuôi, mỉa mai xa lành sao đường duyên. Vô thượng thầm thăm dị ý truyền, danh ngôn chép đề rạch tàn tiên. Cứ gia tịnh độ tâm viên màng, sự sức chăng từ dốc dài khuyên. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật.